xin mời nhớ mình xem live nha. Ok. Hello, hello, xin mời nhớ mình xem live nha. Rồi, mình đi lướt câu này nha. No problem, no problem, just get some rest. No problem, just get some rest. And we have everything covered here, so don't worry. Ok. No problem, no problem, just get some rest. And we have everything covered here, so don't worry. Ok. Là no problem là không thành vấn đề gì. Cứ về nghỉ ngơi đi, just get some rest. Cứ về nghỉ ngơi đi ha. And we have everything covered here. Là mọi thứ ở đây thì để chúng tôi lo cho. Cho nên là so don't worry, nên đừng có lo nha. Ok. Rồi. Chữ này là oh. Chữ no mình gắn vào no. Cái này là problem. Problem. E hai chấm là chữ o. Mình gắn với chữ b là chữ up. Chữ o với chữ m là chữ om. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. O om, o om. Cái chữ r mình chu môi ra, ro. Chữ b mình bật hơi vào p, p, pro. Cái mình gắn cái chữ b l vào blum, blum, blum. Problem, problem, no problem, no problem, just get some rest. Just get some rest. Thôi cứ về nghỉ ngơi đi nha. Chữ này chữ ơ nè. Cái chữ ch mình gắn vào là ch. Cái mình gắn chữ F vào trust. Cái mình gắn cái chữ T vào trust. Get some rest. E với T là S. Chữ G mình gắn vào là get. Some rest. Dấu mũ với chữ M là chữ âm. Chữ S sẽ đạp mình gắn vào là chữ some. Rest. Chữ này là chữ E nè. Cái chữ R mình chu cái môi ra. Rare. Cái mình gắn cái chữ S vào rest. Cái mình gắn cái chữ T vào rest. Ok. Đó, mình cứ ghép từ từ, mình ghép lại thôi nào. No problem, no problem, just get some rest. No problem, just get some rest. Ok, không có gì đâu, họ cứ về nghỉ ngơi đi nha. And we have everything covered here, so don't worry. Mọi thứ ở đây thì để chúng tôi lo cho, cho nên là bạn đừng có lo nha. Ok. Chữ này là chữ Y nè. Chữ W mình gắn vào là chữ Y. Cái này là have everything covered here. Chữ này á là L. Chữ H mình đưa cái hơi ra. Have. Cái mình gắn cái chữ V vào have. Everything covered here. Everything. Chữ này là chữ E nè. Chữ này là chữ Y. Và chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. E, I, I. E, I, I. Cái mình gắn cái chữ V vào E, V. Cái chữ R mình chu môi ra. Ri, every. Chữ S mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình thổi hơi ha. Everything, everything. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Everything, everything. Correct here. Chữ này là chữ ơ nè. Cái chữ này nó cũng là chữ ơ luôn. Mà nó có cái ngoéo ở đây thì có nghĩa là nó đã tích hợp chữ R sẵn luôn rồi ấy. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Ơ R, ơ R. Cái chữ K mình sẽ bật cổ ra. K, k, k. Cái mình gắn cái chữ V vào ver, cover. Cái mình gắn cái chữ D vào cover it, cover it. Rồi, here, so don't worry. Chữ này chữ Y nè. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra. Here. Cái mình cong lưỡi chữ R vào here, sorry, don't worry. Chữ này là oh. Chữ S mình gắn vào so, don't worry. Chữ này là oh. Chữ D mình bật lưỡi. Don't. Mình gắn cái chữ N vào don't. N, T thì T mình cầm cũng được nha mọi người. Worry. Chữ này chữ ơ nè. Mà nó có cái ngoéo ở đây. Có nghĩa là nó đã thích hợp chữ R sẵn rồi. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề sẽ nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Ơ, Y. Mình gắn cái chữ W vào W. Cái chữ R mình chu môi ra. Worry.
Worry, ok. Thì mình cứ đi từ từ, mình ghép vào nha. No problem, no problem. Thôi, không có thành vấn đề đâu. No problem, just get some rest. Thôi, cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ok, no problem, just get some rest. We have everything covered here. Covered here. Cái chữ D này nè, mình tống cái hơi qua để nó liếng chữ D và chữ H luôn. Covered here, covered here. Ok, we have everything covered here. So, don't worry. Mọi việc ở đây thì để chúng tôi lo liệu cho nên là bạn đừng có lo nha. Ok, no problem, just get some rest. We have everything covered here, so don't worry. No problem, just get some rest. We have everything covered here, so don't worry. Ok. Rồi, mình đi lướt từ từ cái câu dưới nha. Ok. Ok, just in case something happens, you can call me at home. I'll be here all day. Ok, just in case something happens, nếu như mà trong trường hợp có cái gì nó xảy ra, you can call me at home, thì bạn có thể gọi ở nhà cho tôi nhé. Ok, I'll be here all day, tôi ở nhà cả ngày luôn đấy. Ok, ok, just in case something happens. Chữ này là O, chữ này là A, mà chữ này nó có hai dấu nhấn luôn, thì mình sẽ nói ngang hết ha. Và mình gắn cái chữ K vào. Ok, chữ K mình nhớ bật cái hơi đưa ra nha. K. Ok, ok, just in case something happens. Chữ này là chữ Ơ nè. Cái chữ Ch mình gắn vào Ch. Mình gắn cái chữ Sờ xe đạp vào Ch. Cái chữ T này nè, một hồi mình sẽ để dành để mình liên với chữ Y thành chữ Đờ tiếng Việt nhẹ. Chữ này chữ Y nè, mình gắn cái chữ N vào N, thì mình sẽ ghép vào just then, case, just in case. Chữ này là A, chữ K mình bật cổ gắn vào k, K, cái mình gắn cái chữ S vào case, just in case something happens. Dấu mũ với chữ M là chữ âm, và cái chữ này là chữ Y, mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Ok, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu, tất cả mấy âm còn lại bỏ dấu nguyên. Âm y, âm y. Chữ sờ sẽ đạp mình gắn vào xăm. Chữ sờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình thổi hơi. Xăm xìa, cái mình ngân chữ ngờ ra sao nào. Something. Ok, just in case something happens. Ok, just in case something happens. Happens. Chữ này là L. Chữ ơ với chữ N là chữ ơn, mà cái dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. L on. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra H. Chữ B cái mình bật cái hơi ra P. Happen. Cái mình gắn cái chữ Z vào Happens. Các bạn có thể biến cái chữ Z này thành cái chữ S để mà nói cho nó tiện cũng được. Happens. Ok. You can call me at home. I'll be here all day. Chữ này chữ U mình chu cái môi ra. Chữ giờ mình gắn vào U, giống như là du lịch vậy đó. Can call me at home. Chữ này là L. Chữ K mình bật cổ ra. Can. Cái mình gắn cái chữ N vào. Can. Ok. Ok. Rồi call me at home. Chữ E hai chấm là chữ O. Chữ K mình bật cổ ra. Call. Cái mình đá chữ L lên. Call me at home. Chữ này chữ Y nè. Chữ M mình gắn vào là chữ Mi. Ơ với T là Ot. Chữ này home. Chữ này O. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra. Hall. Cái mình khép hai môi lại là ra chữ M. Home. Ok. I'll be here all day. Ok. Tôi ở nhà cả ngày nha. I'll be here all day. Ok. Chữ này là I. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. I'll be here all day. Chữ này chữ Y nè. Chữ B mình gắn vào là chữ B. Chữ này là chữ Y. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra. Here. Cái mình cong lưỡi chữ R vào. Here all day. E hai chấm là chữ O. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. All.
day. Chữ này là a, chữ d mình bật cái lưỡi nha. Day. Ok, d tiếng Anh ha, không phải là d tiếng Việt. Ok, rồi mình cứ đi từ từ, mình ghép vào sau nào. Ok, just then, just then. Chữ t luyến qua thành chữ d tiếng Việt nha. Just in case, just in case, just then, just in case something happens, you can call me at home. I'll be here all day. Ok, nếu như mà trong trường hợp có gì xảy ra thì anh cứ gọi ở nhà cho tôi nhé. Tôi ở nhà cả ngày. Ok. Ok, just in case something happens, you can call me at home. I'll be here all day. Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới này thôi nha. Ok, thanks for calling. Ok, cảm ơn đã điện báo nha. Thanks for calling. Ok, thanks for calling. Ok. I'll see you when you get better. Ok, I'll see you when you get better. Ok. Khi mà bạn khỏe hơn thì sẽ gặp lại sau nhé. Ok. Ok, thanks for calling. I'll see you when you get better. Rồi, cái chữ ok ở trên mình đã đi rồi đấy. Oh, a. Mà có hai dấu nhấn luôn thì mình sẽ bỏ ngang hết và mình gắn cái chữ k vào. K, bật mình bật hơi cổ ra. Ok, thanks for calling. Chữ này là L. Chữ sờ á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng, mình thổi hơi. Sờ. Cái mình ngân cái chữ ngờ ra. Sang. Mình gắn cái chữ K vào. Thank. Mình gắn cái chữ S vào. Thanks for calling. C ngược hai chấm là O hợp má. Chữ F á, mình đưa cái hơi cho nhiều ra. For. Cái mình cong lưỡi chữ R vào. For calling. E hai chấm là chữ O. Chữ này là chữ Y mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. O, I, O, I. Chữ K mình bật cổ gắn vào. K, K, Ca. Mình gắn cái chữ L vào. Lìa. Ca lìa. Cái mình ngân cái chữ ngờ ra. Calling. Calling. Thanks for calling. Cái chữ S này nè, mình đưa cái hơi cho nhiều ra để khi mà mình luyến qua nó rất là mượt. Ok, thanks for calling. Ok, thanks for calling. I'll see you when you get better. Chữ này là I. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. I'll see you when you get better. Chữ này chữ Y nè. Chữ sờ sẽ đạp mình gắn vào là chữ C. Chữ này chữ U mình chu cái môi ra. Chữ G mình gắn vào là chữ U. Giống như là chữ du lịch ấy. I'll see you when you get better. Chữ E với chữ N là chữ N. E-N-N. Chữ W mình gắn vào là when. W and when. Chữ này giống chữ này. Chữ này chữ U mình chu môi. Chữ G mình gắn vào là you. Get better. E với T là S. Chữ G mình gắn vào là chữ get. Better. Chữ này là chữ E nè. Chữ này là chữ Ơ. Mà nó có cái ngoéo ở đây, có nghĩa là nó đã tích hợp chữ R sẵn rồi đấy. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. E-R. E-R. Chữ B mình gắn vào là B. Chữ T mà bị kẹp giữa rất hay thường biến thành chữ D tiếng Việt, nhưng mà nhẹ thôi nha. Better. Better. Ok. Rồi mình cứ đi từ từ, mình ghé vào thôi nào. Ok, thanks for calling. Ok, thanks for calling. I'll see you when you get better. Ok, thanks for calling. I'll see you when you get better. Ok. Ok, thanks for calling. I'll see you when you get better. Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới này nha. Alright, thanks, bye. Alright, thanks, bye. Alright. E hai chấm là chữ O. Chữ này là I. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của cái dấu nhấn bé xíu xìu xiu này nè, thì mình sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. O, I. O, I. Chữ L mình đá lưỡi lên. O. Chữ R mình chu môi gắn vào. Alright. Chữ T mình giữ lại. Alright. Hoặc là nếu như mà mình điệu quá thì mình bật ra cũng được. Alright. Alright. Thanks. Bye. Chữ này là L. Chữ S á,
mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung, sao cái mình ngân cái chữ ng ra, sang mình bật cái chữ k ra, sank cái mình gắn cái chữ s ra, thanks thanks, ok alright thanks bye. Chữ này là I, chữ b mình gắn là bye, alright thanks bye, ok rồi mình đi qua một cái ngữ cảnh khác nha mọi người. Ok, rồi mình đi lướt câu này nha. Hi Mark, hi Mark, I completed project A and I didn't have anything else to work on. Hi Mark, I completed project A and didn't have anything else to work on. Hi Mark, chữ này là I, chữ khác cái mình đưa cái làn hơi vào. Hi Mark, e hai chấm là chữ O, chữ M mình gắn vào là more, M O more, cái mình cong lưỡi chữ R vào là more, cái mình gắn cái chữ K vào là Mark. Hi Mark, I completed project A. Chữ này là I, cái này là completed. Chữ O với chữ M là chữ ôm. Chữ Y với chữ à chữ này là chữ Y nha. Còn cái chữ này là chữ I mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Chữ K mình bật cổ vào. Com. Cái mình gắn cái chữ L vào là ly. Mình gắn cái chữ B bật hơi vào. Plea. Complete. Chữ T sẽ biến thành chữ D tiếng Việt nhà. Dear. Completed. Completed. Cái mình gắn cái chữ D này vào. Completed. 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 Ok. Hi Mark, I completed project A. E hai chấm là chữ O, chữ này là chữ E. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. O, E, O, E. Chữ R mình chu môi ra. Raw. Chữ B mình bật hơi vào. P, P, Pro. Cái mình gắn cái chữ T vào. Project, project. Chữ K thì mình khựng cổ lại. Và chữ T thì mình bật ra project, project. Ok. Hi Mark, I completed project A. À cái chữ này là A nha mọi người, cái này nó phiên âm nhầm nha. A, ok. Hi Mark, I completed project A. Cái chữ T này nè, bạn có thể liếng qua chữ A thành là chữ D là project A. Project A cũng được nha, ok. And didn't have anything else to work on. À đúng rồi, anh live mỗi tối từ 10:30 tới 11:00 nha. Hoặc là có group Zalo ở trên link bio TikTok á. Các bạn có thể vào khi mà anh live thì anh sẽ thông báo ha. Ok. Chữ E với chữ N là chữ N, nhưng mà bình thường người ta nói chữ N nha. Cái này là didn't have anything else to work on. Didn't. Chữ này là chữ E nè. Chữ O với chữ N là chữ N, nhưng mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. E on. Chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh gắn vào. Dear. Chữ D này mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào. Didn't. 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 Anh N T thì T câm cũng được. Have anything else to work on. Have. Chữ này là L. Chữ H mình đưa cái làn hơi ra. Have. Mình gắn cái chữ V vào. Have anything else to work on. Chữ này là chữ E. Cái chữ mà có cái dấu chấm trên đầu là chữ Y. Cái chữ mà có gạch gạch đầu, gạch đít nó giống như một La Mã thì nó là chữ Y. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là E, E, E. E, E, E. Chữ N mình gắn vào any. Chữ S mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình thổi hơi. Anything. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Anything. Anything else to work on. Chữ này chữ E nè. Chữ L mình đá lưỡi lên L. Mình gắn cái chữ S sẽ đà vào else. Chữ này chữ U mình chu môi. Chữ T mình bật đầu lưỡi giữa hai răng. To work on. Chữ này là chữ Ơ. Mà nó có cái ngoéo, có nghĩa là nó đã tích hợp chữ R sẵn rồi đấy.
chữ were mình gắn vào were, mình gắn cái chữ k vào work. A hai chấm là chữ o, gắn với chữ n là chữ on. Chữ k này là một hồi mình sẽ luyến vào work on. Ok, rồi mình cứ đi từ từ, mình gắn vào hi Mark, I completed part today. Chữ t luyến vào chữ e, cái này chữ này nó chưa có phiên âm nha mọi người, phiên âm lộn nha, thành chữ đ tiếng Việt nha. Part today and didn't have anything else to work on. Okay. Hi Mark, I completed part today and didn't have anything else to work on. Hi Mark, I completed part today and didn't have anything else to work on. Hey Mark, tôi làm xong cái dự án A rồi nè và chưa có cái gì để làm tiếp hết trơn á. Hả? Okay. Should I find something to do or did you have something lined up? Okay. Should I find something to do or did you have something lined up? Okay. Okay. Thì là tôi có nên là kiếm cái gì đó để làm không, hoặc là bạn có cái gì đó để cho tôi làm không? Okay. Chữ này chữ u là không có chu môi ra, mình kèm cái môi lại. Cái chữ này là chữ sờ nặng, mình gắn vào sure. Cái mình gắn cái chữ d tiếng Anh vào should. I find something to do. Chữ này là I, cái này là find. Chữ này là I, chữ F mình đưa cái hơi nhiều ra. Find, cái mình gắn cái chữ N vào find, mình gắn cái chữ D vào find. Something to do. Dấu mũ với chữ M là chữ âm, chữ này là chữ I mà dấu nhấn nó nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. Âm ìa, âm ìa. Chữ sờ sẽ đạp mình gắn vào sầm. Chữ sờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng, mình thổi hơi. Xong xìa, cái mình ngân cái chữ ngờ ra. Something, something should I find, something to do. Chữ này chữ u mình chu môi. Chữ t mình bật lưỡi, đầu lưỡi giữa hai răng. T, to. Chữ này là chữ u. Chữ đờ mình bật lưỡi gắn vào do. Or did you have something lined up? C ngược hai chấm là o hấp má. Chữ R mình cong vào or did you. Chữ này là chữ I nè. Chữ đờ mình bật lưỡi gắn vào did. Mình bật lưỡi chữ D bên đây nữa. Did. Chữ này chữ U mình chu môi. Chữ D mình gắn vào you. Have something lined up. Chữ này là L. Chữ H mình đưa cái hơi ra. Have. Cái mình gắn cái chữ V vào have something. Hồi nãy mình có đi rồi đấy. Âm ìa. Chữ S gắn vào xăm. Chữ S đưa lưỡi qua giữa hai răng thổi hơi. Something. Mình ngân cái chữ ngờ ra. Something lined up. Chữ này là I. Chữ L mình gắn vào line. Mình gắn cái chữ N vào line. Gắn cái chữ D vào line. Ok. Dấu mũ với chữ B là chữ up. Ok. Rồi. Ok. Rồi mình cứ đi từ từ, mình gá vào nha. Should I? À cái chữ D này mình sẽ luyến qua nha. Should I? Should. Chữ này chữ E. Lộn, chữ này chữ D. Và mình gắn với chữ I. Should I? Should I? Should I find something to do? Or did you? Cái chữ D này nè, mình cũng luyến hơi qua chữ U luôn. Did you have something lined up? Lined. Chữ D này nè, mình liên với chữ up and lined up. Ok. Hoặc là tôi tìm cái gì khác để làm, hoặc là bạn có cái gì cho tôi làm không? Ok. Cái chữ C ngược mà hai chấm này là chữ O. Nhưng mà cái chữ O này mình sẽ hóp cái má lại. O hóp cái má lại. Chữ E hai chấm này nó cũng là chữ O. Nhưng mà mình sẽ thả lỏng cái miệng, mình chỉ cần hạ cái hàm xuống là ra chữ O rồi ha. Cái này là O thường và cái này là chữ O, mình sẽ hóp cái má lại. Ok. Rồi, mình cứ từ từ mình ra vào. Ok. Rồi. Should I find something to do là
Tôi có nên tìm cái gì khác để làm không? Or did you have something lined up? Hoặc là bạn có cái gì khác để cho tôi làm không? Ok. Rồi. Ok. Mình sẽ đi lướt cái câu dưới này nha. I will have another assignment for you until next Monday. I won't have another assignment for you until next Monday. Có nghĩa là từ bây giờ cho tới thứ hai tuần tới á, until next Monday, từ bây giờ cho tới thứ hai tuần tới thì là tôi không có những cái công việc khác để mà phân công cho bạn nha. Ok. Từ bây giờ cho tới thứ hai tuần tới thì là I won't have another assignment for you. Là tôi không có công việc gì để giao cho bạn hết trơn á. Ha? Ok. Rồi. Chữ này là I. Cái chữ này là won't. Chữ này là all. Chữ were gắn vào will. Cái mình gắn cái chữ N vào won't. NT thì tay câm cũng được nha mọi người. Ok. Ok. À, khi mà mình có động từ hay trợ động từ á, thì mình sẽ dùng did hoặc là do ha. Còn khi nào mà tính từ á, thì mình sẽ xài was hoặc là were ha. Ha, ok, hai chấm ha. Mình xài trợ động từ did á, là khi nào mà mình có động từ. Còn mình xài was hoặc là were thì khi mà là to be ha. Ok. Do, does và did là khi nào mình có động từ thì mình sẽ xài ha. Rồi. I will have another assignment for you. Chữ này là L. Chữ H cái mình đưa cái hơi how. Cái mình gắn cái chữ V vào have. Another assignment for you. Chữ này là chữ ơ nè. Chữ này nó cũng là chữ ơ luôn. Chữ này nó cũng là chữ ơ luôn. Mà nó có cái ngéo ở đây. Có nghĩa là nó tích hợp chữ R sẵn rồi. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Another. Cái mình gắn cái chữ N vào another. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung nha. Another. I will have another assignment for you. Assignment là cái công việc mà phân công cho ai đó ha. Chữ này là chữ ơ nè. Chữ này là I. Chữ ơ với chữ N là chữ N. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó nghe không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là A-I-N. Ok. Mình gắn cái chữ S sẽ đạp vào assign. Cái mình đáp lưỡi chữ N lên assign. Mình gắn cái chữ M vào assignment. N-T thì tay câm cũng được cho mọi người. Assignment. Assignment. Ok. For you until next Monday. C ngược hai chấm là O hấp má. Chữ F mình đưa cái hơi nhiều ra mình gắn vào for. Cái mình cong cái chữ R vào for. For. Chữ này chữ U mình chu môi nè. Chữ giờ mình gắn vào you. Until next Monday. Chữ O với chữ N là chữ on. Chữ này là chữ I. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. On ear, on ear. Chữ T mình bật lưỡi gắn vào t, t, tear, until. Cái mình đá lưỡi chữ L vào until next Monday. Chữ này chữ E nè. Chữ N mình gắn vào chữ ne. Chữ K mình khựng cổ lại next. Mình gắn cái chữ S sẽ đạp vào next. Mình gắn cái chữ T vào next. Cái đó là Monday. Dấu mũ với chữ M là chữ N. Chữ này là A. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. N, A. N, A. Chữ M gắn vào mình. Chữ D bật cái lưỡi gắn vào T, T, Day. Monday. Monday. Ok. Rồi mình cứ đi từ từ mình ghé vào thế nào. I will have another assignment for you until next Monday. Từ giờ cho tới thứ hai là anh chưa có cái việc gì để mà giao cho em hết trơn á. I won't have another assignment for you until
next Monday, and I will have another assignment for you. Until next Monday, what will you be doing until then? Okay, vậy thì từ giờ cho tới lúc đó thì bạn sẽ làm cái gì? Okay, what will you be doing until then? Okay, vậy thì từ giờ cho tới lúc đó, until then, thì bạn sẽ làm cái gì? What will you be doing? Okay. E hai chấm là chữ O, gắn với chữ T là chữ odd. O to odd, chữ W mình gắn với là chữ what. Chữ này chữ I, chữ W gắn vào là where, mình đá lưỡi trên L và là well. Chữ này chữ U, chu cái môi ra, chữ G gắn vào you. What will you be? Chữ này chữ I, chữ B gắn vào là be doing. Chữ này là chữ U, chữ này là chữ I, mà dấu nhấn nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn. Sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu nguyên. Có nghĩa là U, I, U, I. Chữ D mình bật lưỡi gắn vào do. Cái mình gắn cái chữ I vào doing. Bây giờ mình ngân cái chữ ngờ ra doing. Doing. What will you be doing until then? Chữ này until ở trên này mình có đi rồi nè. On ear, dấu nhấn ở đây. On ear, chữ T bật đầu lưỡi giữa hai răng. Tear, đá lưỡi trên L và until then. Chữ E với chữ N là chữ N. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng, mình ép rung. Then. Okay. What will you be doing then? I'm doing until then. Okay. Rồi, mình cứ đi từ từ, mình gá vào. I won't have another assignment for you until next Monday. Từ giờ tới thứ hai là anh chưa có việc gì để mà giao cho em hết trơn á. What will you be doing until then? Từ giờ cho tới lúc đó, until then, what will you be doing? Thì em sẽ làm gì? Okay. Rồi. Okay, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nha mọi người. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ ha. Okay. Các bạn có thể xem lại live stream ở trên TikTok, hoặc là các bạn có thể vào group Zalo để nhận bài này anh có gửi vào group để cho các bạn tập ha. Hoặc là khi nào anh có live, anh có nhắn lên group. Okay. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều nhé. Okay. Đã tập luyện chung với nhau đến giờ phút này. Okay. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye 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 bye. Okay, mọi người ngủ ngon. Đi chơi không ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Bye bye nha. Bye bye, ngày mai lại gặp lại. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye bye.